Hello mọi người, thì hiện tại mình đang có một lô ếch Bullfrog Baby, còn gọi là ếch bò ha, ếch bò châu Phi, cái loại ếch này là to thứ hai trên thế giới. Thì mình đang sẵn hàng tại thành phố Hồ Chí Minh và có ship toàn quốc. Bạn nào cần rước vài bé này chơi Tết thì cứ liên hệ mình ha, còn lấy trên 5 bé thì mình có giá tốt cho anh em bán luôn nha.